Chào các bạn yêu toán hoặc không yêu toán nhưng tự hào về Việt Nam. Chúng ta thường nghe thấy việc Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế, có những thần đồng toán học. Việt Nam có thực sự giỏi toán hay không? Nếu có thì tại sao lại như vậy? Và đâu là những gương mặt tiêu biểu? Để nói mà giỏi hay không thì chúng ta cần những thước đo cụ thể. Đó không phải là những bài kiểm tra trên lớp, những bài kiểm tra vào cấp 3 và đại học. Và thước đo chính xác nhất ở đây chính là Olympic toán học quốc tế. Thường được viết tắt là IMO hoặc tiếng Anh chúng ta đọc là IMO. Đây là một kỳ thi toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông. Trước hết hãy nói về thành tích IMO của Việt Nam so với thế giới. Từ năm 1974 cho đến nay, Việt Nam đã tham gia gần 50 lần và mang về tổng cộng 69 huy chương vàng, 117 bạc, 85 đồng cùng 3 danh dự. Và chúng ta xếp hạng 8 toàn cầu về số vàng. Giống như một bảng xếp hạng ở một kỳ Olympic hoặc SEA Games thì số vàng luôn được xếp cao nhất. So với vua IMO Trung Quốc, họ có đến 185 vàng từ 39 lần thi, gấp khoảng 3 lần chúng ta nhờ dân số khổng lồ 1,4 tỷ người và đầu tư rất mạnh vào giáo dục ngay từ bé, đầu tư lớn hơn cả Việt Nam. Mỹ chúng ta đôi khi vẫn hay giải biểu họ vì đội IMO của họ có những gương mặt thí sinh rất châu Á, nhưng Mỹ đang xếp thứ 2 với hơn 150 huy chương vàng. Lợi thế từ một nền kinh tế khổng lồ và những trường hàng đầu. Nga từ năm 1991 trở đi sau khi Liên Xô tan rã có 106 vàng. Hàn Quốc 95 vàng. Hungary, Romania là những cựu binh từ những thập niên 1980 và cũng có rất nhiều vàng. Liên Xô cũ có 77 vàng nhưng chúng ta đã bắt kịp họ bởi vì Liên Xô đã tan rã rồi. Anh và Bulgaria thì đã bị ta vượt về vàng dù họ đã tham dự nhiều hơn. Mà tất cả những nước kể trên đều có những nhà khoa học lỗi lạc liên quan đến toán học. Tóm lại thì Việt Nam không phải là số 1 thế giới về số lượng huy chương vàng giành được tại IMO, như thường là trong top. Và so với những nước kinh tế tương đương, tức là điều kiện học hành tương đồng thì Việt Nam luôn là số 1. Việt Nam cũng đang dẫn đầu Đông Nam Á, từng đứng hạng 3 thế giới vào những năm như là 99 và 2007. Những năm gần đây như là các năm 2022 là hạng 4 thế giới, 2023 là hạng 7 thế giới. Một số năm khác 2024 bị tụt một chút, nhưng năm nào cũng có vàng, cũng có bạc, cũng có đồng, gần như là như vậy. Hiếm lắm mới có năm không giành vàng. Bây giờ chúng ta hãy lật dở câu chuyện đằng sau những con số ấy. Vì sao Việt Nam trở thành cường quốc toán học dù trải qua chiến tranh và nghèo khó? Tất nhiên từ cường quốc ở đây chúng ta phải hiểu với nhau và đây không phải là một sự nói quá. Tất cả đều bắt nguồn từ văn hóa coi trọng toán học. Đây là một trong những thứ thay đổi cuộc đời, nhất là từ sau đổi mới. Từ thời ông bà, học hành đã là ưu tiên hàng đầu với câu nói quen thuộc ví dụ như cơm cha áo mẹ chữ thầy. Dù chưa giàu thì Việt Nam đã đạt tỷ lệ biết chữ gần như là 100%. Và theo khảo sát của PISA vào năm 2018, học sinh Việt Nam xếp hạng 13 toán học toàn cầu, vượt qua cả những nước như là Anh và Pháp. Toán ở đây cũng không phải là quá khô khan mà được dạy từ tiểu học như một công cụ thực tế. Ví dụ tính diện tích, đồng ruộng, lập kế hoạch chi tiêu, rèn tư duy logic và kiên trì. So với những môn như là văn sử địa thì phụ huynh của Việt Nam cũng thường cuồng nhiệt với toán hơn, sẵn sàng hy sinh để con học thêm vì tin rằng toán mở cửa vào đại học những trường tốt nhất hoặc có công việc mơ ước. Kết quả, học sinh Việt Nam quen với việc học toán và áp lực từ việc học toán ngay từ lúc bé. Nhưng bí kíp thực sự nằm ở hệ thống đào tạo chuyên sâu mà chúng ta vẫn hay gọi là những lò luyện gà. Đây là một thuật ngữ chỉ những trung tâm rèn học sinh giỏi như là gà trọi đóng vai trò then chốt. Những học sinh được tuyển vào đây sẽ học toán và gần như chỉ tập trung vào học toán mà thôi. Đầu tiên phải kể đến những trường chuyên quốc gia, nơi tuyển chọn học sinh từ cấp 2 qua những kỳ thi gay gắt. Ở đây các em học chương trình nâng cao, giải những bài toán IMO cũ hàng tuần và được giáo viên, thường là những người đã đạt giải IMO quốc tế hướng dẫn tận tình. Những học sinh ở đây tham gia huấn luyện tập trung hàng tháng trước kỳ thi quốc gia với lịch học kín mít, xen kẽ lý thuyết, bài học khó và thi thử. Và sử dụng sách VMO, tức là Olympiad Toán Việt Nam với hơn 300 bài kinh điển từ những năm 1960. Hầu như năm nào cũng vậy, đội IMO đều xuất thân từ các trường chuyên của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi là lò luyện không ngừng nghỉ đối với những tài liệu toàn cầu. Dù áp lực cao và có thể gây stress, nhưng chúng tạo ra sự ổn định. Thêm nữa, tinh thần dân tộc và sáng tạo là một thứ tạo ra sức hút. IMO ở Việt Nam giống như World Cup với môn bóng đá. Thắng là niềm tự hào, báo chí đưa tin rùng beng và mình cũng phải quan tâm đến cuộc tin này và làm video này. Điều mà có thể ở những nước khác họ không quan tâm như vậy.
Việt Nam thì có những câu kinh điển, ví dụ 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng, hay là 1 miếng giữa đàng còn hơn 1 sàng xó bếp. Những tư duy như vậy đã ăn sâu vào nhiều thế hệ người Việt Nam. Và chúng ta là một xã hội tôn vinh việc học, tôn vinh việc được thưởng, tôn vinh nhận được phần thưởng. Những ai học giỏi luôn được vinh danh là tấm gương, là ngôi sao để những người khác trong xã hội noi theo, là con của người ta. Và câu chuyện sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những tấm gương, những anh hùng toán học truyền cảm hứng. Lê Bạc Khánh Trình, có lẽ ai cũng đã từng nghe đến cái tên này. Lê Bạc Khánh Trình được biết đến là một trong những huyền thoại của toán học Việt Nam khi đạt điểm tuyệt đối 40/40, nhận giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải đẹp tại Olympic Toán Quốc tế năm 1979. Lê Bạc Khánh Trình giành được giải thưởng đặc biệt nhờ bài giải cho vấn đề số 3 trong kỳ thi IMO năm ấy. Theo lời kể của ông, trước khi tham gia, ông gặp phải cơn cảm cúm khiến cơ thể suy nhược và thiếu sức sống. Khi vào phòng thi, do sơ suất trong việc đọc đề bài, ông đã hiểu lệch ý đồ của câu hỏi và chỉ nhận ra sai lầm này khi thời gian sắp kết thúc. Trong khoảnh khắc khẩn cấp ấy, ông nhanh chóng nghĩ ra cách trình bày giải pháp một cách ngắn gọn hết mức có thể. Giải pháp mà ông đề ra rất xúc tích, không rườm rà như lời giải chính thức ban đầu. Chính vì sự đơn giản này, ban chấm thi ban đầu nghi ngờ có thể tồn tại khuyết điểm. Thế nhưng, sau khi thẩm định kỹ càng, họ không phát hiện bất kỳ sai sót nào và đánh giá cao sự mới mẻ trong phương pháp của ông. Giáo sư Tony Gardier, một thành viên trong hội đồng giám khảo lúc bấy giờ, đã gợi ý trao giải đặc biệt để tôn vinh cách tiếp cận độc đáo ấy. Những thành tựu của Lê Bạc Khánh Trình không chỉ mang lại vinh quang cho đất nước Việt Nam trên bản đồ toán học thế giới, mà còn khơi dậy niềm đam mê ở vô số thế hệ học sinh yêu thích môn học này. Giải pháp sáng tạo của ông được xem là một ví dụ điển hình, minh chứng cho trí tuệ linh hoạt và khả năng thích ứng xuất sắc. Cho đến nay, ông vẫn là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận được giải đặc biệt cho bài giải tinh tế tại IMO, khẳng định vị trí nổi bật trong hành trình toán học của Việt Nam. Giải pháp ấy sau này được đưa vào các bộ sưu tập đề thi Olympic toán học, thay thế cho phiên bản gốc từ ban tổ chức. Và chắc hẳn các bạn cũng biết đến cái tên Ngô Bảo Châu. Giáo sư Ngô Bảo Châu nói rằng nếu mà không tham gia Olympic toán học quốc tế IMO, ông sẽ không trở thành một nhà toán học như hiện nay. Ngay từ cấp 2, ông đã được tuyển vào lớp chuyên toán trường Trưng Vương Hà Nội. Lên cấp 3, năng khiếu toán của ông được chăm sóc tại khối phổ thông của chuyên toán tin Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngày nay là Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Mùa hè năm 1988, Ngô Bảo Châu đạt huy chương vàng tại Olympic toán quốc tế IMO ở Canberra thuộc Australia với số điểm tuyệt đối. Năm ấy, ông 16 tuổi, học lớp 11. Mùa hè năm sau, ông tham gia IMO tại Đức và lại giành huy chương vàng. Đây là trường hợp đầu tiên một học sinh nước ta giành hai huy chương vàng IMO. Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt số điểm hoàn hảo tại IMO, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ sau. Thành tựu ấy không chỉ góp phần nâng cao vị thế của toán học Việt Nam, mà còn mở cho con đường sự nghiệp sau này của ông, dẫn đến việc giành giải Fields vào năm 2010, giải thưởng danh giá nhất trong toán học. Nhưng toán học không phải là những bài giải màu hồng và dễ đạt điểm 10. Chương trình toán phổ thông ở Việt Nam được đánh giá là quá khó và sâu, tương đương với trình độ năm nhất đại học ở một số nước phát triển. Ví dụ, học sinh Việt Nam thường phải học các chủ đề nâng cao như là giải tích, hình học không gian từ sớm. Trong khi ở Mỹ, chương trình toán học phổ thông nhẹ hơn, tập trung vào ứng dụng thực tế thay vì lý thuyết trừu tượng. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh Việt Nam phải dành nhiều thời gian cho việc học thêm, gây áp lực kinh tế và tâm lý cho gia đình. So với những nước phát triển, ví dụ ở Đông Nam Á là Singapore, ở phương Tây là Mỹ, cách dạy toán ở Việt Nam thường nhấn mạnh vào kỹ năng tính toán và giải bài toán phức tạp, trong khi các nước kia ưu tiên tư duy sáng tạo và ứng dụng thực tiễn, giảm bớt gánh nặng học thuộc lòng. Việt Nam cũng nổi bật với thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, vượt trội hơn nhiều những nước phát triển. Tuy nhiên điều này đi kèm với áp lực thi cử nặng nề, từ kỳ thi học sinh giỏi đến thi vào cấp 3 thi đại học, nơi thành tích được coi là yếu tố quyết định tương lai. Ở những nước khác, các cuộc thi như vậy không tạo áp lực thành tích lớn bằng vì hệ thống giáo dục linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào điểm số. Trong khi khu vực châu Á, áp lực từ Việt Nam cũng chẳng khác gì áp lực từ Trung Quốc, Hàn Quốc, nơi học sinh thường học đến đêm khuya và chịu những áp lực rất cao. So với Mỹ hay châu Âu, Việt Nam cao hơn rõ rệt về áp lực, dẫn đến tỷ lệ lo âu rất cao ở học sinh và nhiều em đã đi đến những cái kết quá đau buồn. Tóm lại, Việt Nam giỏi toán nhờ văn hóa chăm chỉ, nhờ những lò luyện gà đỉnh cao và tinh thần bất khuất, một hành trình từ cho tàn chiến tranh đến đỉnh cao thế giới. Những con số và những tấm gương này không chỉ là thành tích mà là bài học về nỗ lực. Nếu bạn đang học toán, thích học toán, hoặc thậm chí có con em của mình đang học toán, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin đừng nói lời chào tạm biệt.